em quay sơ bộ cây này. Không có anh em nào mà thấy làm sai thì chửi, còn biết đường, rút kinh nghiệm. Đấy. Coi coi đấy, đục là ngại lắm ấy, hàng đục là chỉ có thợ nuôi thôi chứ mình về chơi mà nhìn cái đục thì ngại, nhưng mà cái dáng dấp hay quá, một cây chậu đấy. Ừ. Đục biểu bị nghiện đục, lúc em bảo ông này nghiện đục, tất nhiên ông đục cũng được. Cái này của anh thì đấy chắc phải hạ thôi, cái này bị bão gãy, hạ cút vào ngắn cái cút này, cố gắng tận dụng cái này thôi. Mà bây giờ mà thu ngắn lại thì cũng bất hợp lý, cứ cắt đến đây đã, xong đẩy cái này ra cho đỡ. Đấy. Và cái này thì cái ngọn nó thôi thì nó cũng bị gãy cái ngọn chỗ kia rồi. Thì may quá nó có cái để làm cổ ngọn đây rồi. Thì bỏ từ đây đến đây. Đấy. Xong rồi tính tiếp. Được cái cũng già, cây già. Ok, dựng máy này là cắt theo cảm xúc ấy. Sai, cứ quan trọng là phải sai nó mới có đúng. Ok, đây đây anh này đó. Anh tiện đường anh tí là anh đi ấy mà tôi lắm là làm. À biết, nên chỗ nào thì nên. Nên cô Oai. Vâng. Quê em thật thất còn quê ngoại cũng Oai. Thế à? Quê mẹ em cũng Oai. Gần nhau. Vâng. Gốc điền này không được kỳ ôn quá nhỉ. Vâng, dáng rất thích mà nó đầy đặn chứ. Ừ. Nhìn nó nầm lũ. Da rẻ sáng sủa, nó chậu nó mới ra sáng được kia. Ừ. Chân bệ đẹp. Cây nào ông về ông cũng để người ông đục mà. Yeah. Thích kiểu nghiện đục đấy. Nhưng vết kia ông đục sâu quá. Cái này cho nó khoán. Nếu mà cái này mà làm biển thì lại được cây nghi kìa. Đúng quá. Quê thì hơi ngại. Cái cây mà em gửi ông ấy vào đá đấy ạ, bán rồi. Cái nào? Cây mà nó kiểu như mì gà nhỏ. Ngày xưa đúng không? Ừ. Đâu em cho ông anh chứ. Cây mà gửi ông em Tân. Em cho ông anh mà gửi mấy cây này này. Tân làm đá đấy. À thế à? Hôm trước thì có nói chuyện với anh chứ. À không, nói chuyện đấy à? Cái cây đấy đấy. Cây đấy thích nhờ. Chết ngấm rồi. Cây nhỏ nhỏ. À cái đấy anh biết gì? Lâu rồi. Có Hà Nội. Chắc gần 2 năm rồi. Cây chính thì nó xinh. Vâng. Đồng xanh này của anh nó giống cây kia của em. Ừ. Khác. Thằng này nó có vẻ chất này của nó có cứng cáp hơn. Của anh dại nắng hơn. Cái của em kia mới cho lên đấy chứ. Của anh đây là trên nắng này, lá dày. Người cây là thế mà. Người mà đem cây cho mình tin mà cho mình vật thì sướng quá. Cây mình chả đủ để làm. Thì cũng phải sạch sẽ này. Thích sạch sẽ. Đúng rồi. Em thích sạch sẽ. Đúng ạ. Gọn gàng. Người thì cây bẩn bẩn nhưng cây cũng thích sạch. Cây này nếu không gãy thì cũng phải lên cắt. Đúng. Trước anh mua thời gian là nghĩ rồi. Xong lúc anh trả, anh ngại cắt nó tiếc, nó già quá, nó tiếc. Hôm nay nó
nuôi sao răm nó đẹp đấy. Ừ. Nó mập lầy, lá lầy. Chơi cảnh như con mọn. Qua về ở trên này nhặt cái cây này đến tận gần 4 giờ. Đấy, chẳng ngủ. Vợ nó không nói à? Vợ qua nó không làm gì thực sự. Nó quen rồi mà, với lại bọn nó chủ yếu là dù mấy đứa con ngủ thì mình ngủ cũng là kê. Nhiều khi phải lên dù nó ngủ. Chết rồi nó. Giờ cứ nhổ lên thả lên nó lại sống. Ra hoa nó bay lên. Cái này nhưng mà anh để đây nó tự đúng sống. Đúng rồi. Tài hơi không khô. Không, anh bảo người em làm. Cây chi đang như ngủ nhỉ. Nuôi được già này cắt cũng sật sật sướng. Ở nó lên cho em. Bao tiền? Thôi em bảo nó lên đi, nó kịp giờ. Em bảo nó đi xe hai chiều ấy. Đi xe hai chiều ấy. Em hiểu anh không? Ừ. Nhanh lên cho anh nhá. Không, bây giờ em cứ xem như nào thì nó hỏng hết việc của anh. Thế thì em bảo nó đi đi. Xong còn rồi anh ngửi chưa? Nhanh lên nhá. Xanh có quả nhỉ? Quả nhiều lắm. Xong có quả thì răm lắm. Mấy cái thằng cu nhân viên nó cứ thích nghịch, nó cứ quây vào. Nó thích cười cười, nó quây làm định. Công ty anh rơi khoảng 60% người làm định mà. Biết sếp tặng cây mà tặng biết sếp thích cây mà tặng cây được. Nó tặng mấy cây như giờ ấy. Thế nhưng mà thôi, cũng thế nó cũng mừng. Đấy, cái vùng nó chơi nó không chuyên. Anh chả có sức, anh bê em một cây cho em một cây ấy. Nó tặng cây đấy chắc nó phải mua đến 7-8 triệu. Cây kiểu nó uốn quanh vào hòn đá, cây Lam Điền à, chắc nặng, hòn đá nặng lắm. Em ngại đá lắm. Cây em rất ít, gần như em không có đá cái nào. Khoai đá chứ. Cái gốc kia là ông kia ông đòi 3 tiền nhỉ? Cái nào anh? Gốc bằng mấy cây này. Dạ. Toàn có chục cái. Và anh đây, ở đây cậu đây. Ở đây 690 795.
Đặt đi con bé hoặc là em cho anh số anh gọi. Cái đấy á? Vâng, quay nào cũng được. Ông muốn bán à? Tiền ông bán hết ông bây giờ ông có để được đâu anh. Thế á? Còn để đây thì là em chơi muôn đời thôi. Đưa về nó hỏng mất mày. À. Nhưng mà cũng muốn bán là phải bán giá cao cơ. Cái đấy nó khoảng bao tiền? Khoảng 40 đấy, lâu lâu thì bảo khoảng đấy. Giờ thì em không rõ. 40 thì cao quá nhỉ? Ông chụp cái tay chân nó phải ngon. Tại vì bác ấy cũng mua cái kiểu chọc phú. Thích nhất mua chỗ nào không bán là ông quẳng tiền nữa bán ngay. Đi mua thế sợ lắm. Nhưng mà nó chưa gì cả. Thế mà rơi vào cái tay người ấy nó thế anh. Không cần bán. Không có chỗ chơi nhưng mà cũng không cần bán thế sợ. Đấy, hạ gôn cái này đỡ phải suy nghĩ. Nhặt. Phải mang cái cổ đây rồi. Lấy phần âm lên này đẹp quá. Chỗ đấy mà có hai cái mầm. Đấy, cô loanh quanh đấy là được ấy. Mà lại đúng vế. Con này nó lâu năm lắm rồi. Nó về với anh được 5 năm rồi. Cái chậu này hơi bé. Mà nó rơi nào không vỡ chậu, nó rơi kiểu vào cái đầu góc rồi này. Anh chỉ xếp tí đấy. Đẹp đấy em nhỉ. Được cái trực mini dâm nó hay đây. Trực cổ. Cổ thật chưa sống đã có tuổi. Đấy. Cũng cắt đi nhìn nó ưng ảm luôn. Đấy nó gọn gàng. Cũng sạch đi nhìn nó đã khác này. Ở dưới nghĩa là kiểu như là thấy coi con nhà nào nhìn nó sạch đã thấy đáng yêu rồi. Nhìn nó giống thành phố ấy. Còn vẩn như quê. Sạch đã hơn rồi. Như to này để. Không phải như cái này nó không cần thiết, dối ra. Không một dễ to là liệu lên để. Cái này á? Lên để. Để nó đẹp lên hơn. Nó hơi láo một tí, láo là có cái gậy kiểu này. Nó kiểu như điểm nhấn. Đoạn này nó hơi đụng, hơi cứng nhỉ. Đấy, khẩu này này. Cả khẩu này. Ngày xưa không làm chiếc đẻ nên bây giờ động vào nếu mà động vào là chọc lóc ngay. Mấy chục con chim ở quốc oai tiếp khách giờ nó di chuyển nó đang ở Nam Định lên. Chim nuôi ấy. Chim mấy em? Hay là chim thịt từ chỗ mình bán lạc ấy. Chỗ thằng Tây Thất em sao? Đúng rồi. Chuyển chỗ các loại chim lại mấy xếp được cái dàn chim. Chim bây giờ chỉ không phải mùa toàn đông lạnh các sếp không nghe. Đúng rồi, phải nhìn cái thịt. Nhìn cái dãy đại cơ. Sếp. Cái quả dễ nó ác ấy nhỉ. Nó cũng già theo cây rồi. Con này gặp phải ông nào ký đá nó gài ngay ấy. Đúng rồi. Gài được. Có dữ liệu để gài. Dữ liệu gài đẹp. Vệ sinh cá nhân tí nữa. Con này lên làm tán nữa thôi. Tán ngọn rồi. Vâng. Đã mini thì nên đơn giản, càng đơn giản càng đẹp. Sau mình vẫn làm đầy đủ hết mà anh. Đúng rồi. Vẫn tính cái này là một ngọn. Đúng rồi.
vẫn có bên này bên kia vẫn mắc nhẹ đấy. Kiểu cái quốc tế bây giờ nó thì cũng rất đầy, nó xây ra xung quanh. Mình thì hơi lai ghép thì vẫn tay cành vẫn phải lẻ mà lại vẫn muốn bóng dáng đầy đầy như nó. Đúng rồi. Thì này muốn khỏe lại thì trồng chậu xốp à? Chậu ấy được nhưng mà có quây được một phân lên này. Chậu đẹp luôn thì chậu xốp thì nhìn nó hơi bẩn. Thôi thôi. Đấy. Bây giờ anh có cái chậu nào nó rộng hơn một tí ấy, nhấc nguyên cái bánh này sang đặt vào, xong đổ phân xung quanh, không phải cào ra làm gì, để cho nó nguyên cái cốt này. Đấy, giờ như này bỏ đi những cái phần này là hơi tiếc đấy anh ạ. Cắt đi phát là chọc lốc ngay. Đúng rồi. Cái xanh có cái quả này nhìn nó sướng. Tay kia ngày xưa nó uốn nào để dương kia nhỉ, tay dưới. Thít cái gì vào đây này, to cái đầu này. Đấy. Nên bóng lên thì không sao nhưng mà phải bỏ. Alo. Hôm nay là bao nhiêu? Hô được. Lấy giấy hẹn. Em làm thoải mái mà. Em làm theo ý em mà. Đầu này to. To. Làm thoải mái, làm tùy em. Hơn. Cố gắng giữ được tí nào thì giữ. Này mà chăm nó là da nó lại ấy nhỉ. Cái này là lại non ra. Đúng rồi. Cái này thì chắc nó chỉ trắng da thôi. Chả da rồi. Đội Thanh Hóa làm cây đẹp. Vâng. Đội có nhiều cây xanh quê hay lắm. Nhiều cây làng đẹp. Chơi phong trào mạnh. Đoàn kết.
Lâu dài là nuôi cái này cho nó to lên, bị cắt. Bây giờ để chơi đã. Đấy, nếu Huy cắt được đây. Con này to lắm. Hôm nay đã đẩy được hai cái này. Đi sau thì bỏ cái này. Ngắn vào khoảng 3 phân đẹp. Cái đằng trước này nhà mình mà làm cái dòng dọc cũng được không em nhỉ? Đúng rồi, thì bê vác ngày xưa. Em đang nghĩ đi đấy mà. Em làm gì để anh làm cho? Khuôn thì anh nó biết làm à? À đây, cái tốt quá. Em chưa biết... Trong có đất cầu không? Hơi vướng mấy cái... Không vấn đề gì đâu. Chỉ nó nhà đấy, cầu thang thì bé mà. Ừ. Mà đi cầu lên thì cứ... Ví dụ như nó khoảng 2-3 cân thì... Ừ. Để hôm nào quân nhà anh làm đi. Đấy, ví dụ như cái cây này hôm em bê lên khổ lắm, phải rũ hết ra xong rồi. Để quân nhà anh nào nó làm đó. Khi chỉ lúc em xong rồi hết bao nhiêu rồi. Nào ra làm, kể cả làm giá giếp này nó làm bao nhiêu biệt thự rồi. Đấy. Nhanh cứ quân mà. Nghĩ ra mà không biết là gọi ai như nào. Cái này đang vội mới rảnh bảo làm. Motor nó rẻ mà. Dạ. Chắc nó như cái chắc cái cỡ tiền mình cái máy bơm thôi chứ mấy. Không, nó đắt hơn máy bơm nữa. Nó kiểu như của thằng máy đúng không? Nó không, nó kiểu bọn anh hay cầu kính ấy. À. Đấy, chuyên phải làm đấy. Em thích điều khiển từ xa có. Trên thứ bằng nó vã thằng máy. Bọn giàu thật chứ. Trời cây nhà có mấy tầng. Mà. Nhà chỉ để làm kho thôi mà anh. Đấy, to mật vã mấy rồi. Tầng. Làm về. Chơi cây ở trên mái. Xây xong thì để kho. Đấy. Con này lá nó dày nhỉ. Lá đẹp đấy. Này. Hiện thích làm cái dòng này. Cắt sữa. Kia có phải đục bỏ gì? Này. Cho nó lên đấy, xong đục. Cái rễ này có vẻ gì? Kệ là hư. Rễ này kệ. Không, những cái rễ gốc này. Kệ này, rễ được. Rễ là được. Nhặt, em nhặt vào hết những cái bẩn bẩn. Không có cái nào bị khó chịu. Sau này cái rễ này mà thay chậu thì đẩy dịch ra tí. Cắt cái này. Đẩy nó dịch ra vào này thì. Đấy, nó ở chỗ này. Bây giờ cứ để chậu này mà mình trồng vào xốp cũng được. Cũng được. Cũng được. Chứ chủ yếu là để chứa phân thôi. Thì mình đặt lên một cái thùng xốp xong mình đổ quãng phân. Thì nó vẫn có dinh dưỡng mà. Đấy. Trên ngày xưa nó mới có hay cái kiểu mà
cây mấy lần cốt chậu ấy. Ừ, đúng rồi. Chậu trồng chậu. Chính thế anh cũng thích được nha. Nhìn nó nặng nề lắm. Nhìn nó ấy. Cứ ôm theo cả cái chậu. Ừ. Cũng thích. Hai cái rễ nó hơi cái chỗ nó chỗ chậu nó không đẹp. Nuốt hết cả cây. Chẳng là lắm nhựa. Đúng rồi. Mẹ anh xách không bẩn hết cả quần. Em xem là trồng theo cái nào, em trồng luôn cho anh cái không? Dạ, trồng vào thùng xốp này. Ừ, được. Em không, nếu sẵn chậu em trồng ngay cho, nhưng không có chậu. Đấy, tạm thời thế đã, sau còn phải chỉnh sửa một nữa cơ mày. Ừ. Rồi định hình thế thôi. Đây làm nhiều. Đấy. Sạch sẽ rồi. Cũng hay đấy. Nhìn nó gọn gàng hơn tí. Hay là nhìn nó lêu nghêu. Vừa giờ nhìn cảm giác bê vác nhìn nó dễ chịu hơn. Đúng rồi. Vừa nãy nhẹ nhưng mà nhìn thấy ngại ngại. Đấy, em sau em treo này em dâm cho anh. Ôi. Nếu mà sống trong này lại được cây hay. Đấy. Thiên nhiên. Đấy, thiên nhiên. Tiếc là cái này bị quá quá. Ừ. Nếu mà thoát thoát kiểu vũ măng thì cứ treo khô nhựa là sống anh. Yeah. Mùa này khô nhựa rất là cục cát hoặc là cứ ẩm là sống. Và nhà vườn thì của ông tiền tỷ toàn phải dâm như này đấy. Nhưng mà người ta dâm Nam Biển. Sau lấy đâu cây mà chỉ mình mới mà anh. Đúng rồi. Để nuôi chứ. Không có tư liệu. Đấy, lại có cái van này. Sau tha hồ mà vật cành cành to. Rồi, em cắt cái xốp em ơi. Cho vào cho anh, vã phân vào luôn. Ừ. Đây các bác ạ. Đấy, vừa nãy mày làm cho anh về anh anh ý xem cho đỡ sốt ruột ý, thì không trình bày nhiều được với các bác thì đây sản phẩm đây và anh em ngồi vừa ngồi uống nước thì anh trai có việc anh đi về rồi thì giới thiệu các bác là anh trai đây. Mặc dù là tôi mới biết thôi chứ anh ý thì xem video tôi cũng lâu rồi nhưng mà tôi thì mới gặp mặt được gần đây thôi thì một người thì độ thành đạt thì các bác khỏi bàn nhưng mà ý là về cái nói chuyện rồi cái sự gần gũi thì rất là thích các bạn, vui lắm, anh em vui lắm, mặc dù mới trò chuyện trực tiếp nhưng mà vui lắm, thì cũng thấy là mình có thêm được những cái tri kỷ đấy các bạn ạ, mà lại cùng cái đam mê thì vui lắm. Thì tôi cắt cho anh cái này theo cái suy nghĩ của tôi, thì các bác có ý tưởng nào hay thì góp ý nhá. Bây giờ cắt sơ bộ như vậy đã. Tôi trồng phân lên cho nó khỏe. Nó là một cây cũng dáng khá hay. Thì sau này thì đấy vừa trình bày với anh là nếu mà cái này những cả hai cái này nó to lên thì tôi sẽ cắt giật chuyển cái này và có thể cạp dần như nào đó cho đỡ thô cái chỗ này. Để đỡ đơ này. Đấy. Các bạn thì là dần dần nhưng bây giờ cứ để bóng này cho nó vui. Cho đẹp. Giờ cắt chọc lóc thì cũng không giải quyết được gì. Cái chỗ này cũng vậy, sẽ lấy mầm ở đây. Chắc chắn nó sẽ ra ở quanh đây. Đấy, bể bãi đây. Bể bãi đây. Đây này tí nhé. Đây. Cũng rất khá là yêu cây này. Đấy, thì bên này nó cũng sẽ có thể ra được mắt ở đây. Thì lúc đấy mình sẽ khấu cái đoạn này để chuyển cổ cho nó dẻo, cho nó có nhịp giật ở đây. Và là lấy được cái mầm này lên thì khá là ok rồi. Đấy. Cái ngọn này vừa lấy phần âm này là sau nó rất là đẹp, nó có chiều sâu rất là đẹp, phần dương cũng tốt nhưng mà nó ít chiều sâu hơn phần âm. Lấy ngọn phần âm là từ dưới lên nhá, phần dương là nếu bác lấy thẳng trên này hoặc lấy từ chỗ này lên thì là âm nhá. Hãy giải thích cái thuật ngữ tí nó. Đấy, thì cây như này sau thì làm dần các bác chứ cắt ngay chọc lốc nó không giải quyết được gì. Đấy, ok các bác. Tôi nghĩ là sau nó là cũng một cây khá là hay.
Rồi, buổi chiều thế là có cây để làm nó rất là vui rồi. Cảm ơn các bác nhé, cảm ơn anh trai nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo.